Con muỗi phải không? Công việc phải không? Con tắc kè phải không? Ôi, chưa đúng rồi. Con bò phải không? Oh no. Con chim cánh cụt phải không? Đúng rồi. Con chim cánh cụt. Chim cánh cụt tiếng Anh là gì? Chim cánh cụt tiếng Anh là penguins. Penguins. Video về con chim cánh cụt đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bé nha. Video các con vật khác cô để ở phần mô tả nhé. Bye bye.